Kính bạch sư, sư cho con biết luyến ái nguy hiểm như thế nào trong vòng luân hồi và trong đời sống hiện tại. Có bài kinh nào Phật nói về dục ái không? Xin thưa là đầy rẫy ở trong kinh tạng. À, quý vị vào trang Sutta Central ha. Thì sẽ có cái các cái video, xin lỗi, các cái bài kinh nói về dục ái. Rồi, ngoài dục ái nó còn có, tùy từ khóa của mình thôi, tại vì nó còn nhiều từ khóa nữa lắm. Ví dụ như ái dục nè, đó, ái dục cũng có, thấy chưa? Đó, ái dục nè, nhiều bài kinh lắm, cho nên bây giờ quý vị hỏi thì làm sao mà sư trả lời hết cho quý vị được. Hoặc là khác ái, đó, thấy chưa? Khác ái cũng có nè, đó, thấy chưa? Nè, một đống nè, 192 kết quả nè. Hoặc là ái nhiễm, đó, có rất là nhiều bài kinh. À, còn quý vị hỏi là bây giờ cái luyến ái này á, nó nguy hiểm như thế nào trong vòng luân hồi, thì chính bởi vì cái anh luyến ái này nè mà chúng ta tiếp tục luân hồi. À, bởi vì do đâu? Bởi vì cái ái á, nó chính là nguyên nhân khổ. Nhớ, trong tứ đế thì ái chính là nguyên nhân khổ. Tất cả các sự khổ ở đời có nguyên nhân là do ái. Như vậy đã đủ nguy hiểm hay chưa? Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.